Thưa quý vị, phiên họp thứ 14 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, đa số các dự án trọng điểm của ngành đều có đủ nguồn vật liệu và điều kiện giải phóng mặt bằng thuận lợi, tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu. Một số dự án thành phần đang phấn đấu hoàn thành sớm từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, vì triển khai thi công các dự án tại một số địa phương còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương vẫn còn khối lượng lớn cần phải giải quyết, nỗ lực triển khai mới có thể đáp ứng tiến độ dự án. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hai dự án quan trọng quốc gia trọng điểm. Đến nay, dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh được triển khai đúng tiến độ. Dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đang tổ chức 15 mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 45% giá trị công trình. Năm 2024, dự án đã được bố trí 1.187 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, đến nay đã giải ngân được 55%. Còn dự án đường vành đai 4 hiện thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Phát biểu tại phiên họp thứ 14 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2025 rất lớn. Do đó các địa phương cần tạo phong trào thi đua sôi nổi, huy động các lực lượng tạo sức mạnh tổng hợp. Các nhà thầu chính huy động thêm các nhà thầu phụ để tạo việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực của các nhà thầu trên địa bàn với tinh thần cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển.